Rồi có lại lên kia, tôi cả tốt rồi. Cảm ơn mọi người đã gọi em là nữ hoàng tốc độ, nhưng mà cái tên đó thì em thấy đẹp với chị Hương. Em thì vẫn, em cảm nhận em vẫn chưa đến tầm đó, nên là cái tên nữ hoàng tốc độ thì em vẫn thích mọi người gọi chị Hương hơn là em.